giải dụ như anh em ơi, chim mà cái anh chủ chim mà đút mà tới miệng mà nó ăn vậy là chào tất cả các em trên cả nước nha. Thì ngày hôm nay á, Nam có một chuyến đi lên một cái ông bạn à. Thì hồi sáng á, ông anh đó ổng có điện cho Nam là ổng nói nhà ổng có nuôi một cái con chích chè lửa anh chị, chích chè lửa nha. Thì Nam khi sáng Nam cũng được nhận cuộc gọi của cái anh đó. Thì Nam chắc này là buổi chiều này xin cả nhà cùng tiếp tục đồng hành với Nam đi xem cái con chích chè lửa nó như thế nào nha. Nhà anh bán chim rồi anh em ơi, nè nhân vật chính nè, quay cận cảnh cho anh em xem luôn. Anh nào yêu chim, mến chim, thích chim và muốn chơi chim thì liên hệ với anh nha. Người tên Trung nha. Này chè lửa anh Trung. Cái này nó chơi như con chò mao không ta, nó kêu bộ này bộ nọ không ta? Này nó kêu bộ này bộ nọ không? Nhưng chò mao cũng tùy có tố chất, tùy tố chất. Như con này có tố chất không? Thì giờ trước mắt thì giờ mình nói thì anh em mình chơi chim thì mình dạy dụ như anh em ơi, chim mà cái anh chủ chim mà đút mà tới miệng mà nó ăn vậy là con này chắc cũng thường lâu anh Trung nha. Lâu, lâu. Lòng mới gì nó nhát đó. Lòng mấy tháng à anh? Lòng cỡ con này chắc cũng phải 7-8 tháng lòng vậy, nhưng mà cái đuôi trước nó dài lắm, nó bị sổng lòng. Đi ra con 7-8 tháng lòng anh. Nó bị sổng lòng cái mấy cái ông này chụp nè. Chụp nó bị nói chung là nó đi ra một thời gian á, nó bị sổng một thời gian rồi. Mấy anh hàng xóm bắt được chụp mà chụp dính bầu lông đuôi. Không dính nữa, anh gài lại bắt dính nó chứ mấy ổng chụp sảy. Đây anh Trung chủ chim nha anh em. Bây giờ có chim kè thì đặc vụ anh em thích thì chim này thì anh Trung nó đấu được á anh Trung. Nhưng mà dùng đầm dơi mình nó hay chơi. Sài Gòn chơi nhiều. Nhìn ngoài đẹp lắm nè. Đi qua xe lấy con thuốc cho hút đấy. Đuôi xe nè, đẹp nè. Chích chè lửa nha. Thì cái con này ngày xưa anh cũng có kể là hồi đó ở Sài Gòn anh Trung. Con này đem về đó. À, từ Sài Gòn đem về mà cái lúc trong thời gian mà dịch đó, cách ly rồi đem theo nó cách ly luôn. Không. Không có à? Gửi chứ. Gửi luôn hả? Gửi về à? Không phải gửi. Gửi cái lúc mà mình ở phòng trọ mình đi cách ly đúng không? À. Thì trong cái khu phòng trọ đó nó có mấy cái thằng dân quân tự vệ nó lại nó giữ cái khu của mình để chống xe cộ rồi giống đó. À. Thì mấy đó chúng mượn cho ăn giùm. À. Rồi. À, đam mê chim mãnh liệt nha, về phải cổng phải ôm theo nha. Con này bộ đuôi nó dài lắm anh chị ơi, à, bộ đuôi nó dài lắm. Mà nãy em cũng nói rồi nó bị sổng á, sổng thời gian mấy tháng anh Trung nha. Sổng đúng tháng. Sổng đúng tháng luôn rồi mấy anh ở sớm thấy gì chụp nha, đè chụp không dính nha, xích mấy cọng lông đuôi của con nhỏ luôn rồi anh mới về mới gác lại nè. Nó dạng cả đó hồi nãy đút mồi vô nó ăn tới tay luôn nha. Tay lạ đứng gần cây điện thoại vô thì nó quản gì thôi, chim thì chim 7-8 tháng lòng à. Chim này anh nói là đi đấu đi cà phê được rồi đó. Nó cũng giờ, cũng có giải rồi. Nó đâu có lửa củi gì đâu, lý do tại mình ở đây mình cho nó ăn cám không à. Lâu lâu có đi Cà Mau mua dế rồi ăn thôi, chứ nó là nếu mà đúng quy trình của nó thì phải mùi tươi.
nó mới hót hét. Còn nếu anh em ai mà có chơi thì về chăm lại chơi thôi, chứ bây giờ này thì chơi chưa được đâu. Anh Trung có nói anh em nào chơi thì về chăm lại nha, chăm cho vô lửa lại. Ở dưới này thì cái vùng dưới này thì nó hẻo lánh lắm, ít người chơi cái dòng chim chích chạy lửa này nè. Với anh cũng bận việc quá không có thời gian chăm nữa. Đức mấy cộng đồng đuôi uổng quá chứ giờ nó khoảng 18-20. Anh nói cũng 18-20 đó, đuôi đẹp quá anh em ơi. Thì nhượng lại cho anh em nào thiện chí mà yêu chim, thích chim, mê chim và muốn chơi chim đó. Thì anh em nào liên hệ em inbox cho anh Trung nha, cho thẳng số điện thoại anh Trung liên hệ anh Trung luôn, anh em giao dịch sao đó thì tùy nha. Thì cái này chỉ nhượng lại anh em mà đam mê thôi nha, còn mấy anh em mà nuôi mà cái kiểu mua chỉ thích mua thôi thì chuyện đó anh cũng suy nghĩ lại nha, để anh xem tham khảo chứ sao rồi. Dân đam mê chim thôi chứ. Đam mê chim, yêu chim anh chia lại đó. Còn nếu mà không mê chim mình không nói đâu. Nói cũng không hiểu. Phải nói là nhượng lại chứ không phải là chia nha. Chia là nó dính líu tới chuyện tiền bạc luôn rồi đó. Nó là nhượng lại cho anh em là chăm sóc rồi. Lòng luôn không anh Trung? Lòng này lòng của anh Tâm, lòng này ông gửi lại cho anh thì giờ trước mắt thì giờ anh nhượng chim thôi, còn lòng để làm kỷ niệm. Lòng ảnh không bán à? Tại vì lòng này lòng của anh Tâm, ảnh người cũng đang chơi chim, ảnh mới đưa về đó. Rồi vậy anh em nào anh em nào cần liên hệ nó nha, chích xe lửa nha, đuôi 20 xăng đó mà nó bị chụp sức rồi đó nha. Con này thì lửa hơi yếu nha, anh em về chăm thêm vô lửa thi đấu bình thường nha, đỉnh luôn nha. Anh em nào thiện chí muốn mà thích chim, yêu chim, mến chim gì đó thì liên hệ thẳng với mình sẽ bóp cho số điện thoại anh Tâm nha. Tâm nhượng lại cho giá yêu thương cho anh em luôn á. Nói chung là anh với anh em chơi chim với nhau thì anh Trung để lại giá mềm cho, giá tốt cho anh em chơi nha. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha.